nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dị vãi, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Còn đường nông đem cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau chưa đàn con, chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đã. Còn đường năm đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Thành Phạm An Tích. Các bạn vừa nghe bản nhạc bài không tên số 4 do Phương Anh thể hiện. Với bộ cấu hình A5, Thành Phạm hôm nay ráp để test thử cho các bạn nghe thử. Bộ A5 này thì gồm có củ kèn, là củ kèn 288B, mà tôi đã có dịp test cho các bạn nghe thử một lần rồi. Đi với cặp củ 288B này là cặp kèn 311-60, Antec 311-60 mà tôi mới sưu tầm được. Kết hợp với bộ này là bộ phân tần
Bộ phân tần L500F, bộ L500F hay là bộ L500C thì nó là một trong những bộ phân tần hết số của Antech lắp cho cấu hình A4 và A5. Đặc biệt hôm nay là đi với bộ này là một cặp bát. Cặp bát này nó là cặp bát Antech 515 phiên bản IPC. Đây, mời các bạn, tôi úp xuống mời các bạn xem thử nhé. Hôm nay tôi sẽ test, mời các bạn nghe thử 3 bài. Đó. Antech thì bắt đầu sản xuất những cặp bát 515 vào những năm 1944. Bắt đầu cho ra đời những mẫu 515 vào 1944 là bát một đường kính 15 inch. Nó đều có những cái màu sơn sần mắm tôm. Nó giống cái củ 288B hoặc là 288 Hollywood. Nó là 8A đấy, A là còn Hollywood. Đó, đây 288B này. B là sau của A hoặc sau của đời Hollywood. Đây là cặp kèn 31-60 này. Thì tất cả những cái mẫu Antech nó sản xuất ra đều là quận dây thoại hoặc quận dây giọng nói nhà hát là 20 ohm. Bát đường kính 15 inch. Đó. Đặc biệt những cái đời này thì các bạn, nó là đời nhện phíp các bạn nhé. Nhện phíp này, đấy các bạn nhìn này, nhện phíp này. Đó. Và cái gân của nó ấy, gân của nó gân một ngấn, gân giấy một ngấn và gân niền nhé, không phải là gân rời đâu, không phải gân giấy xếp rời tẩm dầu đâu. Gân giấy một ngấn liền. Đó, các bạn nhìn này. Đó. 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 Bộ cấu hình ngày hôm nay Thành Phạm test cho các bạn nghe, Thành Phạm rất lấy là vinh dự. Và với cá nhân tôi thì tôi cho nó là rất quý. Còn tất nhiên là với nhiều các đại ca chơi những cái loa khoảng tầm 5-700 triệu hàng tỷ thì những bộ này thì không nói làm gì. Nhưng với Thành Phạm đã sưu tầm đồ này thì là những bộ như này là rất quý. Những cái cặp loa này Thành Phạm đã mua được 5 năm nay rồi và đã cất đi. Bây giờ mới có điều kiện để rất lấy làm vinh dự hôm nay mới được test cho các bạn nghe thử. Đây là cặp IPC hay là gọi là phiên bản 515, cũng là cổ 515A đấy. Đó, những người chơi rồi người ta biết hết này. Đó. 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 Bởi vì là tại sao không có điều kiện test cho các bạn nghe thử, vì là cái bộ A5 này đủ cỗ thì rất khó. Lúc nó về được lúc mình cái cặp bát này tôi đang lưu giữ này, thì ví dụ có cặp bát này rồi, có củ kèn rồi thì lại thiếu cái kèn. Thế có đủ kèn của bát rồi thì thiếu bộ phân tần. Thế nên hôm nay nó đủ được cả cỗ. Và đây là bộ phân tần. Đó, L500F. Thế đang nói về cặp bát này. Cặp bát này sản xuất vào năm 1957, tức là nó vào thời gian cuối của cái thời kỳ 515A này rồi. 515A này nó có đời tem đỏ và tem vàng như thế này. Đấy, phiên bản này phiên bản IPC, nhưng mà nó có đời 515 như thế này, nhưng nó là Hollywood. Đó, rất quý giá, quận dây nó là 20 ohm. Thì nó có cái đời tem đỏ như thế này, đây. Đây tem đỏ là như cái củ này. Các bạn nhé, như củ này nó sản xuất khoảng năm 140 mấy đó, cực kỳ quý. Đó, nó chỉ sản xuất năm 140 mấy thôi. Đó. Đó. Tất cả là đường kính 15 inch và gân nó là gân xếp một ngấn liền như kìa. Đó, và nhện phíp các bạn nhé. Đó. Và nó là xương, nó là sơn sần mắm tôm. Đây có chữ Antech, có chữ Hollywood ở đây, mờ mờ, rất mờ ở đây này. Dưới dòng dưới này. Rất mờ, rất khó nhìn, phải zoom to mới rõ. Đó. Rất lấy là vinh dự hôm nay được test cho các bạn nghe thử. Hôm nay các bạn mời các bạn nghe 3 bài. Sẽ test cho các bạn nghe 3 bài ở cái bộ cấu hình 5 bộ hình A5 mà Thành Phạm cho nó là rất quý này. Để các bạn nghe thử. Và đây. Kèn 3160. Thành Phạm vừa mới sưu tầm được một bộ kèn rất mới.
Và đi kết hợp với kèn này là vẫn là củ kèn 288B mà thành phẩm đang lưu giữ để chơi. Đó. 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 Và phân tần L500F. Và L500F này cũng rất mới. Nói lại với các bạn là bộ L500F hay bộ L500C đó là bộ phân tần hết số của Antech nắp cho A4 hoặc A5. Đó. L500F. Đó, và sau này bắt đầu từ những thập niên 60 trở đi thì Antech chấm dứt chuyển nhà máy khỏi 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 rời nhà máy khỏi Hollywood thì bắt đầu không sản xuất cái đời những cuộc đời cũ này nữa và cũng không còn cái tên IPC này nữa. Và bắt đầu sang thế hệ sau này là có đuôi là 515B thì bắt đầu những đời này trở đi là những đời cuộn dây là 16 ôm không còn là 20 ôm như trước nữa. Đó. Đây là cặp 515B mà thành phẩm đang lưu giữ. Đó. Đây các bạn nhìn này đấy. Voice tức là của giọng nói nhà hát. Cái tem đỏ này rất hiếm này. Đó. Đó. Thì thành phẩm cho các bạn coi thử là để so sánh là cùng cái thời đó Antech sản xuất những cái model như vậy đó, và nó khoảng 57 đến 557 đến 558 là bắt đầu dừng sản xuất những cái model cổ này rồi. Cái đời 515A này thì hoặc là 55 trơn này này thì nó có 55 này nó không có đuôi gì đâu, nó chỉ có là 515 thôi đó, nó không có đuôi gì cả. Còn đây đây phiên bản này, phiên bản IPC thì có nó cũng là 515 đó. Những người chơi thì biết ta biết được đây sản xuất 557 đấy, 157 đấy, test ok đấy, rất cổ rất quý hiếm. Cặp này từ ngày mua đến giờ là đã 5 năm nay nhưng tôi chưa gặp là cặp thứ hai đấy. Mua về thì cất đi, âm thầm cất đi để chơi, để sau này mình ghép lên, mình có phòng rộng mình ghép lên để mình chơi thôi đó. Thì hôm nay mới có điều kiện để test cho các bạn nghe thử nó có đủ cỗ đó. Gồm có phân tần này, kèn này, củ kèn này đấy, và củ bát này đấy, nên thỉnh thoảng nó cứ thiếu không bao giờ đủ đâu, nên thành ra là cũng không có điều kiện để test cho các bạn. Hôm nay rất lấy là vinh dự để test cho các bạn nghe thử bộ A5 mà với cá nhân tôi thì tôi cho nó là rất quý, cực kỳ quý giá luôn. Những cái đồ này ấy, thực sự ấy là đôi khi cũng hiểu nó rồi mà có tiền cũng rất khó mua. Đấy là với cá nhân mình thôi, với cá nhân tôi thôi, chứ còn trừ các đại gia nhé, các đại gia chơi những đôi loa hàng tỷ thì không nói làm gì. Rồi bây giờ mời các bạn nghe tiếp một bản nhạc giọng nam trầm. Mời các bạn nghe tiếp bản nhạc Đêm chia tay Tuấn Anh thể hiện.
bây giờ như xa một tầm tay. Biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa buồn. Anh bâng khuâng đứng cạnh ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không bao kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này ai sẽ yêu ai? Tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu anh. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau rồi bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay. Em bây giờ như xa một tầm tay. Biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa buồn. Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không bao kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này ai sẽ yêu ai? Tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu ai, để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái yêu rồi. Bây giờ mời các bạn nghe bản nhạc nước ngoài đấy nha.
I went down to the St. James Infirmary, where my babe, there she lay. She laid out on coal marble table, yeah. Well, I looked and I turned away. Just ask old Dr. Chow. Boy, by 6 o'clock this evening, she'd be playing a golden harp. Let it go, God bless.
She can search this wild world over, but you'll never find a man like me. No, 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 no. Find a man like me. Find a man like me. Like me. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe đủ 3 bài Thành Phạm Test. Một bài là giọng lữ và một bài giọng nam trầm do Tuấn Anh thể hiện, và một bài nhạc nước ngoài trên bộ cấu hình A5 mà với cá nhân Thành Phạm thì Thành Phạm cho là rất quý. Cặp bát phiên bản IPC 515 này là nó chạy nhện phíp đấy các bạn ạ. Tôi nói rồi, đã quay rồi đấy, nhện phíp nhá. Cái thời cổ đó nó là chạy nhện phíp. Thế và tôi mới sưu tầm được cặp cú kèn 31-60 rất đẹp các bạn nha, và bộ phân tần L500M hết số của Antec nắp cho A4-A5 các bạn nha. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã xem video của Thành Phạm đến phút thứ rất chi là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thành Phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn yêu mến kênh của Thành Phạm thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông để có video tiếp theo các bạn được xem kịp thời nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.